Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sang bài 107 là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Viết tiếp vào chỗ chấm này. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là. Như vậy thì diện tích xung quanh thì các em sẽ lấy diện tích một mặt các em nhân với 4, đúng không? Vậy diện tích một mặt thì các em ở đây là hình lập phương thì các mặt của nó đều là hình gì các em? Hình vuông đúng không ạ? Như vậy một mặt thì em lấy cạnh nhân với 4. Vậy thì lấy 2,5 nhân với 2,5. Rồi các em nhân 4. Rất là dễ thôi. Đúng không nào? Vậy các em lấy 2,5 nhân 2,5 nhân 4. Kết quả của ta sẽ bằng 25. Đơn vị là mét vuông. Diện tích toàn phần thì các em sẽ lấy diện tích của một mặt các em nhân 6, đúng không? Một mặt thì lấy cạnh nhân cạnh, tức là 2,5 nhân 2,5 nhân với 6 mặt lên. Như vậy thì tính ra chúng ta có 2,5 nhân 2,5 nhân với 6. Kết quả chúng ta sẽ bằng 37,5. Đơn vị là mét vuông. Như vậy là chúng ta đã vừa rất là nhanh chóng hoàn thành xong được bài tập số 1 rồi đấy các em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 này. Viết số đo thích hợp cạnh của hình lập phương. Biết rằng diện tích này. Ô thứ nhất, các em để tính theo từng cái hàng dọc nhé. Chúng ta sẽ tính theo từng hàng dọc. Đây, diện tích một mặt của hình lập phương là 16 này. Ta tìm cạnh này, rồi chúng ta đi tìm diện tích toàn phần. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Diện tích một mặt tức là cạnh nhân với cạnh. Cạnh nhân với cạnh bằng 16. Như vậy hai cái số nào mà giống nhau nhân với nhau bằng 16 em? Hai số giống nhau nhân với nhau bằng 16 thì chỉ có số 4 nhân với số 4 thì mới ra bằng 16 thôi. Đúng không ạ? Như vậy diện tích một mặt là bằng 16, vậy thì cạnh của nó sẽ bằng 4 này. 4 cm. Tức là các em sẽ nhẩm một số nào đấy nhân với chính nó bằng 16. Như vậy chỉ có 4 nhân với 4 bằng 16 thôi. Vậy chúng ta sẽ tìm diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì sẽ bằng là diện tích một mặt kem nhân với mấy? Nhân với 6 lên, đúng không ạ? Như vậy diện tích toàn phần này, cái ô diện tích toàn phần này, thì các em sẽ lấy diện tích của một mặt nhân với 6, đúng không ạ? Vậy sẽ là 16 này, kem nhân 6, đúng không? 6 x 6 36 với 6 nhân 3, 6 x 1 là 6 nhân 3 là 9. Như vậy sẽ bằng 96 cm². Được chưa? Vậy cái ô này này thì sẽ bằng 16 này, diện tích một mặt nhân với 6, đúng không ạ? Như vậy sẽ bằng 96 cm². Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang đến là tính theo hàng dọc nhá, luôn luôn tính theo hàng dọc. Đây chúng ta biết là cạnh bằng 10. Như vậy diện tích của một mặt thì các em lấy cạnh nhân với cạnh, đúng không ạ? Vậy các em lấy 10 nhân với 10 thì sẽ ra ô này, đúng chưa? 10 nhân với 10 thì sẽ bằng 100 cm², vì nó là đơn vị diện tích nên là có ký hiệu mét vuông vào. Được chưa? Đây là diện tích của một mặt. Thế hỏi diện tích toàn phần. Toàn phần thì nó có mấy mặt các em? Toàn phần thì nó sẽ có 6 mặt, đúng không ạ? Vậy các em sẽ lấy diện tích của một mặt này này, các em nhân 6 lên. Vậy 100 nhân với 6 thì sẽ bằng 600. Vậy ô này các em sẽ điền cho cô là 600 cm². Được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái hàng dọc cuối cùng. Vậy chúng ta có diện tích toàn phần là bằng 24. Diện tích này thì bằng diện tích của một mặt bằng cái ô này này, nhân với mấy lên? Nhân với 6 lên. Ô này nhân với 6 thì bằng ô này. Vậy muốn tìm diện tích một mặt thì các em lấy 24, các em chia 6 thì sẽ ra được cái diện tích của một mặt, đúng không ạ? Vậy 24 chia 6 thì bằng 4. 4 cm². Như vậy một mặt sẽ có diện tích là 4. Như vậy thì cạnh của hình lập phương cạnh diện tích bằng 4, tức là hai số giống nhau nhân với nhau bằng 4. Vậy hai số nào nhân với nhau giống nhau mà lại nhân với nhau bằng 4 thì chúng ta chỉ có hai số 2 thôi, đúng không ạ?
Như vậy cạnh sẽ bằng 2 cm. Được chưa? Như vậy rất là nhanh, chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Bài tập số 2 này các em nhớ là chúng ta sẽ làm theo từng cái hàng dọc này nhá. Đấy. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 như sau này. Hình lập phương thứ nhất có cạnh bằng 8 cm. Hình lập phương thứ hai có cạnh bằng 4 cm. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương. Như vậy chúng ta sẽ tìm diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất này. Thì bằng diện tích một mặt nhân với 4, đúng không ạ? Tức là 8 nhân với 8 nhân với 4, đúng chưa? Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai thì các em lấy một cạnh, diện tích một cạnh nhân với 4. Như vậy lại bằng 4 nhân với 4 nhân với 4, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có bài 3 này. Bài 3 ý A này là diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất Muốn tìm diện tích xung quanh thì các em lấy diện tích của một mặt là 8 x 8 này. Đây là diện tích một mặt. Rồi các em nhân 4 lên. 8 x 8 thì bằng 64. 64 nhân với 4 thì bằng 256. Đơn vị sẽ là cm vuông. Rồi các em sẽ tìm diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai. Hình thứ hai có mỗi cạnh là 4, đúng không ạ? Vậy 4 x 4, đây là diện tích của một mặt, nhân với 4 nữa, đúng không ạ? 4 x 4 16, 16 x 4 bằng 64 đơn vị cm vuông. Theo này, câu B. Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai? Vậy muốn biết gấp mấy lần thì các em sẽ lấy diện tích 256, các em chia 64, đúng không ạ? Diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất gấp diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai, số lần sẽ là diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất diện tích xung quanh hình lập phương diện tích xung quanh hình lập phương thứ nhất gấp diện tích xung quanh hình lập phương thứ hai. Cô ký hiệu S là diện tích nha. Xung quanh hình lập phương 2. Số lần là kem lấy 256, kem chia cho 64. Như vậy nó sẽ gấp 4 lần. Đáp số câu A của chúng ta là 256 cm² và 64 cm². Câu B là 2 lần, 4 lần.
Được chưa nào? Đấy, như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong quyển vở bài tập toán lớp 5 bài 107 trang 26-27. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.